Rilakkad là cái con sau, tiếng thì nó rõ hơn, sắc nét hơn, trép nó nhiều chút. Còn con đầu là con CAF M19 Pro, tiếng nó dày hơn chút. Bình dân hát con này thì ok, còn ai mà có chất giọng hát ngon lành chút xíu thì chơi con này thì quá tuyệt vời rồi. Thì mọi người cho hai bạn trẻ một cái like để khích lệ tinh thần ha mọi người ha. Cả một trời thương nhớ, một trời ngu ngơ, một trời ngây thơ, cả một đời lầm lỡ, để rồi bơ vơ, để rồi tan vỡ. Chỉ là nước mắt cứ thế rơi, chỉ là nỗi nhớ muốn cất lời, chỉ là những ngón tay không thể buông xuôi. Trong cơn mưa vẫn thấy người về nơi đây dịu dàng mây say. Khi cơn mưa bỗng tắt, nhìn lại xung quanh chỉ là nước mắt. Cần một người bên anh lúc này, cần một người đan những ngón tay, cần một bờ vai ấm cho anh ngủ say. Mây chết rồi. Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời, yêu bình yên thôi, yêu mãi không rời. Hãy ở bên nhau sánh bước chung đôi, cùng đi đến nơi gọi là hạnh phúc. Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời, xin đừng buông lời những tiếng yêu hờn, để lại một đời vẫn vương cả một trời nhớ. CAF Mi9 Pro nha mọi người. Tiếp sau là UR3 số 2 Rilakkad. Trong cơn mưa vẫn thấy người về nơi đây dịu dàng mây say. Thì cơn mưa bỗng tan, nhìn lại xung quanh chỉ là nước mắt. Cần một người bên anh lúc này, cần một người đan những ngón tay, cần một bờ vai ấm cho anh ngủ say. Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời, yêu bình yên thôi, yêu mãi không rời. Hãy ở bên nhau sánh bước chung đôi, cùng đi đến nơi gọi là hạnh phúc. Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời, xin đừng buông lời những tiếng yêu ơi, để lại một đời vẫn vương cả một trời nhớ. Là hạnh phúc. Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời, xin đừng buông lời những tiếng yêu vời, để lại một đời vẫn vương cả một trời nhớ. Hay quá, phiêu quá. Hai con đó thì mình thích con nào hơn? Rilakkad phê hơn đúng không? Rilakkad thực tế mình nghe tiếng nó rõ hơn hẳn mà đúng không? Con kia thì tiếng nó dày hơn chút. Thì nói chung là tùy gu khách hàng ha mọi người. Đây, Rilakkad là cái con sau, tiếng thì nó rõ hơn, sắc nét hơn, trép nó nhiều chút. Còn con đầu là con CAF M9 Pro, tiếng nó dày hơn chút. Bình dân hát con này thì ok. Còn ai mà có chất giọng hát ngon lành chút xíu thì chơi con này thì quá tuyệt vời rồi. Thì mọi người cho hai bạn trẻ một cái like để khích lệ tinh thần ha mọi người ha.